Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ủy thiền TV trong phần chơi Minecraft Amplify Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái hộp đêm của mình Mình đang đứng trên chỗ uh, lò sàn nhảy của uh, Hotboy Trong tập này chúng ta sẽ giải quyết phần còn lại của cái trần Thì trong tập trước chúng ta đã dừng lại ngay tại uh, đây Và mình có hỏi các bạn là chúng ta nên làm thiết kế bên nào Thì uh, trong chương, chương, trình, chương trình truyền hình trực tiếp, nếu bạn chưa xem thì bạn có thể xem được ở uh, channel nổi thiên tivi livestream hoặc là các bạn hãy click vào uh, cái hình ở bên trên video clip hoặc là chữ yên ngắn ở bên góc Thì chúng ta có sự lựa chọn là phía bên này nhiều hơn Chúng ta sẽ làm cái cầu thang lên như vậy Nó sẽ là một cái cầu thang treo lơ lửng trên không Chúng ta phải nhảy lên Sẽ dĩ mình làm như vậy là để mình chống quái thôi Mình không muốn có quái xuất hiện bên trong đó và khi mình lại gần thì chúng ta có rất là nhiều quái và một điều nữa là chúng ta đã thay đổi chúng ta bỏ một cái khói ngay đây để chúng ta đặt một cái thùng vô để nó thành một cái thùng lớn chúng ta có thể có được nhiều hơn chỗ chứa đó và trong này thì cái máy nó đã ngưng hoạt động trong chương trình hình trực tiếp thì mình cũng đã nâng cấp một chút xíu ở trong đó để cái máy nó rút về toàn bộ những khối kẹo dẻo này nằm đúng vị trí của nó không có nằm ở lệch hướng nó nằm ở lệch hướng nó sẽ làm cho cái máy nó chạy tùm lum Bây giờ mình sẽ đi qua bên trên lại cái sàn nhảy đó bởi vì chúng ta sẽ có công việc ở bên đó. Và nói thêm một chút về trên trần. Chúng ta trong hình, chương trình chương trình truyền hình trực tiếp đã làm được một cái trần ở phần này. Và mình không kịp làm cái phần trần ở bên đó. Bởi vì trần ở bên đó chúng ta phải dọn rất là nhiều. Chúng ta còn một đống đá Netherrack, chúng ta phải dọn ra. Sau khi dọn ra xong rồi, chúng ta mới ốp những cái khối Nether Brick vô. Sau đó mình sẽ phải ốp gạch Nether Brick ở phía bên trên để chống quái luôn nói chung là phải chống quái toàn bộ khu vực này và mình sẽ từ từ chúng ta sẽ còn phải uh, còn dài dài đi uh, lắp lắp gạch ở phía bên ngoài sẽ nữa bị lẹo lưỡi bây giờ chúng ta đi lấy thêm một vài thuốc bình thuốc nhìn trong đêm nào bởi vì mình sẽ cần rất là nhiều đây và chúng ta bấm cho nó nấu chúng ta có gas trong đó nó không có ích lợi gì hết và nó chỉ làm cho lắc mà thôi mình có thể tự tin là nó không thấy mình, là nó không bắn đâu. ổn ta là lại sao lại còn dư lại một bình như thế này? Hồi nãy mình quăng vô hết rồi mà ta. Bây giờ chúng ta đang có những cái thùng ở đây chứa được rất là nhiều đá Netherrack. Đó, bắt đầu cái máy nó nghe nén thì đôi khi các bạn sẽ cảm thấy nó hơi ồn một chút xíu. Và mình sẽ leo lên đó để mình đập hết đá Netherrack ra. Cái phần mà hồi nãy mình đứng ở trển nó nằm ở phía trên đầu mình đó cái phần đó chúng ta sẽ dọn ra bây giờ mình sẽ lên chỉnh hy vọng là mình lên trên đó được và không lên tới có vẻ như chúng ta không lên tới trên đó được rồi sở dĩ là mình đứng ở đây để cho chúng ta dễ đi tới đi lui hơn mà thôi bây giờ chúng ta có thể nhảy lên nha chúng ta đã nhảy lên được rồi đây ở trên này là nơi mà mình đang làm việc chúng ta bắt đầu dọn bớt những cái đá này là rắc ra hiện tại mình đang xài cuốc xịn để chúng ta làm việc cho nhanh không xài cuốc sắt nữa xài cuốc sắt quá chậm cho dù nó có búp của cái beacon lên nó vẫn chậm như thế này thì thật là tuyệt vời tại sao chúng ta không làm đúng không đó và cái máy nó hoạt động thì lâu lâu nó sẽ hơi giật một chút xíu chúng ta có thể cảm thấy được điều đó nhưng mà khi mình lên tới trên này rồi không có chuyện đó nữa đâu và chúng ta cứ đập ra thôi bây giờ mình sẽ đập trước hai lớp ra bởi vì mình phải làm cho nó đầy đủ và hãy cẩn thận chỗ này bởi vì ngay đây là chúng ta có một cái đường này để biết là chúng ta có ba phân khu đó thì hai phân khu lớn và một cái phân khu nhỏ ở bển đó mình có thể leo lên trên này được ở đây chúng ta đột vô rất là sâu nó ra tuốt ở ngoài kia luôn mình sẽ cho các bạn xem nó ra lên tới trên này luôn đây là ở trên đầu đó nói chung là nether nó rất là cao và chúng ta có bên này chúng ta thấy được cái beacon của mình mình sẽ phải xuống lấy kiến để mình lên trên này ốp rất là nguy hiểm lỡ mà mình té xuống dưới là thôi xong luôn đó con heo nó bị gì vậy chúng ta sẽ phải uh, ngày hôm nay sẽ phải ốp lại cái trần và để mình tìm lại khu vực đi vô <laughs> Đây rồi, chúng ta sẽ phải dọn ra hết những cái đá Netherrack này, sau đó chúng ta ốp gạch lên. Như thế là một cái công đoạn cực kỳ công phu. Nó sẽ mất là mất thời gian đây. Tuy nhiên là chúng ta cũng vẫn phải làm thôi để chúng ta có được cái trần hoàn hảo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành giải quyết cái phần đá Netherrack này ra trước. Chúng ta sẽ loại bỏ toàn bộ đá Netherrack ở bên này cũng như bên trong đó luôn. Và chúng ta đã hoàn tất dọn dẹp khu vực ở phía bên trên này Ở đây chúng ta có một cái hàng đá netherrack nằm dính chùm vô đây thì mình đã dọn sạch sẽ hết rồi Thì bây giờ chúng ta có thể cho các bạn xem một chút xíu về cái hoạt động của cái máy farm chính của chúng ta Máy farm with the skeleton hay còn gọi là sàn nhảy của hotboy Thì trong đây chúng ta có một cái bộ lọc là bộ lọc magma cup Như các bạn đang thấy đây tụi nó đang vô trọng và tự tụi nó chết mà thôi Chúng ta không cần phải làm gì cả mình à, sau khi đập ra hết mình mới đây thu dọn lại hết mấy cái đá netherrack đồng thời mình cũng đã lấy thêm mấy cái gạch này lên để chúng ta bắt đầu ốp lại cái sàn cái trần chứ à, mà mình đứng ở đây thì gọi là cái sàn cũng không có sai gì mấy nói chung là tùy thuộc vào cái vị trí đứng thôi bây giờ chúng ta sẽ ốp lại như thế này mình sẽ đi về hướng này để mình làm cho nhanh luôn luôn giữ ship bởi vì không biết được sẽ có điều gì xảy ra khi làm việc tại những nơi này nó rất là nguy hiểm chúng ta ốp lên như thế này chúng ta sẽ che lại toàn bộ luôn không có quan tâm gì về những vấn đề khác bởi vì khu vực này là cái trần của mình mà chúng ta sẽ ốp lại và mình sẽ tiếp tục giống như bên kia sau khi ốp xong á mình cũng đã đem theo sẵn được một mớ gạch thì gạch đó là gạch của nether brick luôn chúng ta xài để tiết kiệm thôi chúng ta sẽ sử dụng gạch của đá nhẫn ở chỗ khác mình luôn yêu thích gạch của đá nhẫn đây mình đã chuẩn bị sẵn những lớp gạch để chúng ta có thể ốp lên và ở đây đó, mình sẽ đi từ hướng trong này ra trước bởi vì mình nghĩ là bên trong này nó sẽ nguy hiểm hơn chúng ta ở ngoài kia nó sẽ đỡ hơn nó không có nguy hiểm bằng ở trong đây khi mà chúng ta làm tới đâu chúng ta ốp tới đó nó sẽ đỡ đỡ rất đỡ có một lần <laughs> chúng ta làm trong chương trình truyền hình trực tiếp chúng ta làm mà không có ốp gạch lên luôn á. Lúc mà mình quay lại thì uh, quái trên này xuất hiện đầy ra và thế là điều gì tới nó tới, không chết. Tuy nhiên là chúng ta sẽ khó khăn trong công việc làm việc vậy thôi. Vừa đúc đầu lên là trên này có hot boy nè, uh, chắc là có diễn viên múa lửa, gọi con play vậy quá. Bởi vì uh, khi mà nó chuẩn bị tấn công thì lửa cháy lên là chứng tỏ nó múa lửa rồi còn gì nữa bây giờ mình sẽ tiếp tục phần này và chắc có lẽ là chúng ta không có làm thêm một cái uh, tham láp nữa tham láp hơi nhiều bởi vì phần nhọn dẹp đó cũng tham láp mà phần này cũng tham láp thì chắc nguyên cái video này toàn tham láp quá tham là mấy cái phần tua nhanh đó bởi vì uh, mình uh, muốn có những cái phần không quan trọng chúng ta tua qua luôn nhưng mà nhiều khi các bạn lại không thích tua qua luôn ví dụ như cái phần này mình thường hay nếu mà bình thường là mình sẽ tua qua hết nhưng bây giờ chúng ta sẽ ngồi coi mình đặt lên những cái khói như thế này và chúng ta chuẩn bị đây bây giờ mình sẽ ốp lại toàn bộ phần gạch ở bên trong này ôi tại sao nó lại giật như vậy Thì mình nghĩ là có con mắt mắt cúp hay cái gì đó nằm ở trong đó rồi chứ không có lý do gì nó tại sao nó lại giật như vậy được ồ oh, ghê thật lâu lâu nó giật một cái bây giờ chúng ta phải cẩn thận nha tại vì phía bên ngoài này nó đã có được ốp gạch rồi khi mà chúng ta đứng ở phân nửa ví dụ chúng ta ra chỗ rộng rãi hơn để ví dụ có nhiều bạn cãi mình là nói chỉ cần bấm ship là có thể đứng thoải mái chưa chắc à bây giờ trong trường hợp như thế này trong trường hợp như thế này và chúng ta sẽ phải cần nó ra như vậy và nó ra như vậy bây giờ như thế này nhiều khi chúng ta không thể nào bấm ship được nó sẽ có thể rớt giống như nhiều lần mình làm chúng ta đứng chúng ta giữ ship đó 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 ví dụ như thế này nè <laughs> như các bạn đang thấy mình đang đứng như vậy đúng không đang đứng ở trên này là Nà, người chơi đang đứng thì uh, bấm ship nhưng mà mình vẫn bước xuống đó là nhiều khi chúng ta đứng làm mà chúng ta bị chết không phải mình không biết bấm ship bấm ship trăm phần trăm không rớt chưa chắc còn tùy thuộc vào cái vị trí đứng là ở đâu đó nhiều lý do như vậy nhiều khi có có khi chết sản còn zombie pigman nó thấy cái chỗ trống này nó định bước vô liền nhanh thật tụi nó nhanh tay lẻ mắt lắm chứ bộ nếu mà mình ốp như vậy thì lát nữa mình sẽ hơi bị khó khăn để mình đi vô. Mình sẽ chừa lại một hàng, ta đặt sẵn một hàng đó đi. Đó, mình sẽ chừa lại một hàng như vậy bởi vì lát nữa mình còn phải quay vô đặt ốp gạch lên tiếp. Mình thấy những cái cục đó rồi và mình sẽ sửa lại liền ngay lập tức. Bây giờ chúng ta lầm lại những cái khối đó. Nói chung là mọi thứ ở đây sẽ được sử dụng gạch của Nether. Nether mà tỏ Thành ở Nether nên sử dụng gạch của Nether là chủ yếu. Lâu lâu cũng hay đặt hai khối lên như vậy lắm và anh ta còn bên này thì đem xuống xài luôn đi. Kỳ vậy, vụ gì vậy? Bữa nay thì tay bị gì thế? Không biết tay bị gì nhưng mà nó hoạt động quá công sức, bấm quá nhanh. <laughs> chúng ta sẽ phải ốp lại phần này chúng ta làm tới đâu chúng ta ốp lại tới đó rút kinh nghiệm trong những lần trước lúc mà truyền hình trực tiếp á quá thấy ghê luôn vừa lên cái bầy đàn ở chảnh sức kéo nhau ra hội đồng bây giờ chúng ta làm như thế này nó sẽ bảo đảm lắm và như mình nói thì chúng ta sẽ còn ở ngoài xa nữa không đủ hả ta ghê vậy mình lấy cũng năm khói và bây giờ lên nó lại không đủ từ từ chúng ta làm xong đi chúng ta sẽ đi giải quyết những phần khác và cái uh, sàn nhảy của Hotboy còn một số thứ cần phải thực hiện nữa đó chính là khu vực uh, khu vực giết mổ nghe thấy ghê định nói khu vực giết mổ đó chúng ta xem suy nghĩ coi chúng ta gọi đó là khu vực gì <laughs> gọi giết mổ nghe kỳ quá thằng nhảy mà vô trọng có giết mổ nó phải là mổ đâu đúng không được sáu miếng sáu miếng ta xài sáu miếng đó trước đi bây giờ mình sẽ lấy thêm sáu cái này nữa để chúng ta làm tiếp ta đi xuống thì nhanh mà đi lên thì nó sẽ hơi chậm một chút và mình vừa xuống lấy thêm gạch đá để lên trên này sẽ tiếp có con play mình đã thấy và mình sẽ né nó mình không tấn công nó và hy vọng nó cũng sẽ làm điều đó với mình. Chúng ta đứng ở gần đây nên quái sẽ không xuất hiện ở trong đó được. Và chúng ta đi ở đây. Vì mình đã chặn bên này rồi. Người chơi chỉ cao 2 ô thôi nên mình không té xuống chỉ có thể té được bên phải thôi. Bên trái chúng ta không thể nào lên được nữa. Mình không có đem nhiều gạch lắm bởi vì sợ té chết, rớt ra đi lụm lại mệt. Chúng ta chỉ đem bao nhiêu xài bấy nhiêu rồi chúng ta lấy thêm mà thôi như vậy nó sẽ đỡ hơn có đỡ hơn hay không chắc chắn là đỡ hơn giờ chúng ta ốp lại những phần này sau khi chúng ta ốp xong cái trần này rồi thì khu vực này sẽ được đảm bảo trong công việc của mình mình có thể thoải mái mà mình leo lên phía trên này mình đứng ở trên đứng ở trên để coi máy hoạt động á và có những điều chỉnh gì thì mình cũng dễ làm hơn Ví dụ như khi mà mình đứng ở bên máy farm bột lửa Đứng ở bên mà máy nghiền bột lửa đó Khi mà đứng đó rất rất là nguy hiểm Có lần mình đứng ở trên con gà nó bắn Hơn là mình không rớt vào trong cái máy farm Nó chỉ bể kiến thôi Mà bể kiến cũng mệt nữa Bây giờ kiến rất là quý Bởi vì đem cát từ bên thủy cung qua hơi xa Và các bạn có thể chưa biết nếu mà các bạn không có xem cái trực tiếp đó thì mình có nói là sau khi mình xây xong cái máy này thì mình sẽ sửa chữa bánh donut thịt heo đồng thời mình cũng sẽ xây dựng căn cứ chính trong thời gian đó luôn chúng ta sẽ xây dựng căn cứ chính ở tại khu vực trung tâm khu vực mà mình các bạn nói mình đang ở dưới lòng đất ở trong cái hốc hốc bà to bữa nay chúng ta trong trong thời gian đó chứ thời gian sắp tới chúng ta sẽ xây và mình cũng đã có cái thiết kế như mỗi lần mình nói rồi tuy nhiên là mình vẫn đang phân vân đắn đo suy nghĩ nên làm thế nào để nó đẹp hơn mà thôi có trong đầu rồi nhưng tới lúc xây ra ai biết được nó xấu kinh khủng thì sao ta uống mình thuốc dình trong đêm vô cho mọi người dễ xem nào đó cho mọi người dễ theo dõi thuốc dậm trong đêm. Ngoài ra cũng đang có một series trâu đang uh, được uh, tiến hành. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách uh, tiếp tục theo dõi series đó, ủng hộ series đó bằng cách like, sập và xe hay uh, là thích theo dõi và chia sẻ để cho channel của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Đó là cách uh, hữu hiệu nhất để các bạn ủng hộ mình. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp phần này thấy không phần này làm cũng đâu có chậm lắm đâu chúng ta bây giờ đi đã được tới uh, gần hết một ô rồi bây uh, yeah. giờ dù quét cái chân như cái bàn đau quá đi ở bên kia như các bạn thấy vẫn còn hot boy đang đứng đầy đó kìa chúng ta sẽ phải đập bỏ những khu vực đó chắc mình sẽ để dành trong chương trình truyền, truyền hình trực tiếp mình sẽ làm công việc đó vậy chúng ta vừa làm vừa cùng nhau mà nói chuyện nó sẽ đỡ cảm thấy nó đỡ hơn đỡ nó thấy nó đỡ lâu hơn á, giống như lần chúng ta tát nước nên ở ngoài thủy cung vậy đó, tát tuần lễ. Bây giờ mình sẽ kéo gạch ra, làm tới đâu, nói chung là làm tới đâu gắn gạch vô như thế này á, cảm thấy nó đỡ vất vả hơn. Nếu mà sau khi chúng ta ốp cái sàn lại mà ra mới gắn gạch vô á, ôi, nhiều lắm, nhiều kinh khủng luôn gắn vô đây thì không có bước lên được muốn bước lên thì mình phải đập cái trần ra thêm hoặc là mình đập cái gạch đi ra nhưng mà tùy thuộc vào cái công việc mình có cần lên đây nữa hay không theo mình nghĩ là mình không cần bước lên trên này để làm gì nữa không có lên làm gì không có gì để lên trên này hết chúng ta cũng không có có gì vướng bận ở trên này hết chúng ta đang làm công việc rất là thoải mái và có lẽ là chúng ta sẽ phải thêm một lần tua nhanh nữa để cho nó thấy nó lẻ hơn Và ngày hôm nay thì tôi nhanh hơi nhiều Chỉ có công việc này thôi Rất là lâu Nó đã mất khá nhiều thời gian của mình Chúng ta sẽ phải uh, Nói chung là phải xong được phần này trước Sau đó chúng ta mới làm bên dưới được Bên dưới thì vẫn còn một số thứ Mình phải cần từ thủy cung Có lẽ là mình sẽ chuẩn bị trước luôn Chúng ta sẽ lấy thêm cát qua đây Và chúng ta sẽ phải đi đào Thêm đá Enderside mình sẽ cần thêm enderside chắc cũng khá nhiều chúng ta còn bởi vì khu vực này chúng ta xây bọc bằng đá enderside nè các bạn thấy không xây mấy cái đường viền này bằng đá enderside thì uh, bên dưới đó mình muốn mở rộng ra nữa thì mình phải kiếm thêm đá enderside thôi ở đây mình vẫn để một cái uh, chỗ để có thể nhìn ra tuy nhiên là có lẽ là mình sẽ phải dọn nó vô thôi chúng ta sẽ phải che nó lại luôn cho không có quái ở đây rồi đó che lại rồi mọi thứ ổn định chúng ta đứng ở dưới nhìn lên chúng ta sẽ không thấy gì trên này hết nếu mà chúng ta ấp kiến thì là chơi sang chơi rất rất là sang với lại kiến thì mình cũng không muốn xài bởi vì xài nó tốn quá nó tốn cát mất công lại phải đi đào thêm mớ cát cái điều đó hơi mất công một chút xài cái này cho nó lẹ làm như thế này đi rồi chúng ta đã hết rồi mình lại phải xuống dưới một lần nữa thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tui nhanh Và mình chỉ vừa mới đi xuống để lấy thêm đồ Ở bên trên đó mình chưa có kịp ốp lại Thì à, mình đã gặp sự phản kháng rất là quyết liệt từ phía các em Mua lửa nè Chết đi cưng Còn một con nữa Sao không thấy Nó ở trên cái trần mà mình đang ốp Hiện tại chưa xong nó còn chút xíu nữa Mình lại thiếu đồ nên mình phải xuống dưới lấy Cho nên bỏ đi một cái Ôi, một đàn. Phải không vậy? Quái vậy, năm sáu con luôn. Mình đứng ở đây để cho chắc ăn thôi. Chết đi nha. Kỹ thuật bắn cung quá điêu luyện. ơi cái đó là không được nha. Cái đó là làm liều lắm đó. Còn một con ở dưới kìa, ta bắn chúng nó nha. Ghê chưa? Hay nói là kỹ thuật bắn cung của anh quá điêu luyện <laughs> chúng tôi trân trọng <laughs> cấp giấy chứng nhận giờ play không cần nữa giờ có thể nói là quá giàu rồi chúng ta có một cái play farm kế bên nên mấy món này mình không cần là đúng rồi ở đâu có cái nãy ở đây nó có cái lỗ do mình đập sai nè chúng ta lắp lại trước còn dư một khối ở đây chúng ta lại gần thì chúng ta lượm cái play rod thôi bỏ cũng được ở dưới play đầy này xuống dưới đứng đó phàm cỡ tiếng đồng hồ chỉ cần treo máy khoảng một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ có một cái lượng playrod kinh khủng bây giờ mình sẽ tiếp tục up cái phần này có lẽ chúng ta không có cần phải tua ở đây nữa bởi vì ở đây cũng không bao nhiêu nữa hết chúng ta đếm khoảng chắc cái này cỡ 15 ô nữa 15 ô nữa Quá đã Sau khi xong các bạn có thấy được là Quái nó rất rất là hung hãn Nó chỉ chờ cơ hội để nó xuất hiện Nên đừng tạo cơ hội cho nó xuất hiện ở bất cứ cái máy farm nào Khi bạn làm một cái máy farm thì hãy đảm bảo là khu vực xung quanh đó nó ở thế giới bình thường Thắp sáng lên Nếu đụng phải slam chân là cái vùng của con kẹo dẻo đặc biệt Có thể xuất hiện đó Thì đành chịu thôi nhưng mà chúng ta thường xây là chúng ta phải đảm bảo là ánh sáng. Bây giờ rồi những cái giống như slam farm hay là kho gì, máy bột xương gì đó, chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn lại cho các bạn. Bởi vì mình thấy cái câu hỏi đó được hỏi hoài, các bạn có vẻ gặp khó khăn, có vẻ gặp khó khăn trong khi mà làm những cái máy đó. Thì chúng ta sẽ có những cái thiết kế mới được làm ở thủy cung, bởi vì bên thủy cung mình đã phát hiện được một cái Skeleton Spawner đó Và một điều nữa, ở trong Minecraft Vanilla bản gốc Trăm phần trăm không lấy được cái Spawner nhé Cho dù bạn có xài siêu thích cũng không lấy được Trừ phi uh, Ăn giang, hack cheat Có thể lấy Bản mod thì không nói, mod có thể lấy được Nhưng bản gốc nếu bạn dùng cả một cây siêu thích bằng kim cương luôn Như mình đang có đó Đập dẫn bể Nếu mà bạn nói có một bạn nói nói mình à, dùng cái cây siêu thích đó để đập lấy cái spawner play đó đó Nếu mà thật sự là mình làm như vậy á Thì tội gì mình phải xây ngay đó Mình đem đi chỗ khác xây cho nó sướng Ví dụ như đem về thế giới bình thường xây Chúng ta sẽ tránh được trường hợp là mấy con quái xuất hiện nhiều hơn ở đây thôi đó ở ngoài đó chúng ta chỉ việc thắp sáng thôi tội gì mà mình phải cực khổ mình xây trong này làm gì và như các bạn thấy thì lần nào mình xây mình vẫn để y nguyên cái play spawner mình không hề đụng tới và mình cũng nhắc các bạn là khi làm phải cẩn thận lỡ tay mà đập bể một cái là coi như xong luôn công sức chuẩn bị vì thế uh, ai nói lấy được là không nên tin bây giờ, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào công việc của chúng ta đã chúng ta gần xong rồi ngày hôm nay chúng ta chỉ có ốp lại cái phần này thôi, bởi vì nó sẽ tạo tiền đề cho những công việc kế tiếp của mình. Với lại sau khi mình làm xong cái này nó cũng còn nhiều công việc khác đang chờ đợi mình tới. Thế giới này của chúng ta cũng đã được gần một năm rồi, nó cũng được tròn gần một tròn một tuổi. Mình sẽ kiểm tra lại thử coi cái video đầu tiên là vào. Ngày nào để chúng ta coi thử coi chừng nào nó tròn một tuổi Ghê thật Bởi vì có nhiều thứ lắm Bây giờ xây nhiều quá rồi Có nhiều lúc uh, Có những cái mà các bạn <laughs> yêu cầu mình xây Ví dụ như Creeper Farm Creeper Farm đã xây rồi Creeper Farm là cái máy uh, cân mưa thịt băm Tập bao nhiêu thì chắc khoảng 52, 53 gì đó Mình không nhớ rõ nữa Cái đó thì chúng ta có thể kiểm tra lại sau và hầu như chúng ta không thiếu một cái máy gì hết còn thiếu có máy đúng củi tự động có bác tiều phu đúng củi dùm thì cái đó chắc là sẽ có đó ôi spoiler à, spoiler -let. <laughs> không nên nói như vậy có thể thôi có những thứ chắc chắn trăm phần trăm còn những thứ thì chỉ có thể thôi bởi vì làm nhiều quá rồi uh, chắc là mình trở thành người làm biến Vô đây chỉ có việc đi đào kim cương là chính. Còn những thứ khác là phụ. Những thứ khác chỉ là vô đứng đó chờ nó tự farm và chúng ta có đồ xài. Như vậy không thật sung sướng sao? Đó là gọi là cuộc sống có công nghệ hiện đại phục vụ. Chứ như hồi vẫn là theo tiêu chí ban đầu. Mình không hề thích sống cái kiểu mà phải lo miếng ăn từng ngày. Và như vậy chúng ta đã up xong cái trận này trong lúc chúng ta nó nó nói nó đã hoàn tất bây giờ chúng ta đi xuống mình sẽ là bỏ cái cầu thang này đi bởi vì mình sẽ ớp một cục lên đây và mình ớp một khối lên đây Khối cuối cùng chặn lại và xong như vậy chúng ta đã xong cái trần không còn gì để lưu luyến nữa quá đã cái trần này nó chỉ như vậy thôi bây giờ mình sẽ coi lại một số thứ cái nào chúng ta cần làm gì thì chúng ta sẽ coi lại và ví dụ chúng ta phải hạ cái cột này xuống nè Ồ, bởi vì mình không có cần đi lên trở nếu mà có cần lên trở thì mình sẽ làm một cái đường lên khác chúng ta sẽ làm một cái đường lên khác ở nằm kế bên ở đâu đó cho nó dễ lên chứ để cái cột đó hơi xấu bây giờ chúng ta đi à đi lên trên này một cái đi lên trên này bây giờ chúng ta cũng phải hạ cả cái cột này xuống nữa cho nên chúng ta làm luôn đi và đây là lần cuối cùng mình có thể leo lên được. Nếu mà lần kế tiếp mình muốn leo lên trên này thì chúng ta phải uh, sử dụng uh, phương pháp y chang như vậy. Như bạn thấy thì uh, play nó nhầm ở trong này rất là dữ dội, tụi nó hung hãn lắm. Chỉ cần đánh một con thôi giống như zombie Pigman vậy đó, chúng ta chỉ cần đánh một con. Nghĩa là chúng ta chọc giận một con á thì một đàn nó sẽ tấn công. Bây giờ mình uống bình thuốc vô nào. Bây giờ mình sẽ đi hạ cái cột nó xuống luôn và chúng ta còn những cái cầu thang này thì bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị để mình lấy cây rìu ra chặt cho nó nhanh những cái cầu thang cầu thang rồi nha dẹp cầu thang hết luôn bây giờ khu vực này đã an toàn rồi không cần cầu thang đâu cây cột này dọn xuống luôn dọn sạch sành xanh, xanh những cái râu ria dư thừa không cần thiết một món leo lên nhảy lên và đây là lần cuối cùng mình cũng nhìn thấy trên này luôn <laughs> cái gì cũng là lần cuối cùng chúng ta có thể nhìn được con zombie pigman lâu lâu nó rớt của chổng nó đi chu du á mà bây giờ chúng ta sẽ dọn mấy cái cầu thang nào như thế là xong rồi đó còn những cái bước dẫm cuối cùng thì trong tập kế tiếp chúng ta sẽ làm những cái bước đó là coi như hoàn thành đó đã chưa tới ngày tôi có thể tận hưởng được uh, máy farm uh, hot boy rồi chúng ta có hot girl cũng thuộc dạng A là treo máy mình hay gọi dạo này hay gọi là AFK thời gian này hồi trước uh, khái niệm AFK này không có không phải được sử dụng nhiều mà bây giờ sử dụng nhiều từ hồi đánh liên minh chúng ta cứ để vô đó đi mình sẽ hạ cái cầu thang này xuống luôn tụi nó kêu ghê quá leo lên hạ xuống nào vậy là những chỗ này nó sẽ không có nhìn nó kỳ để cầu thang nhìn nó kỳ và ở cái sàn bên trên này chúng ta sẽ có một cái hệ thống thang máy cái sàn ở ngay đây nè để đi, đi lên chỗ công play đó. chúng ta sau đó sẽ có một cái hệ thống thang máy sau nằm ở phía bên này phía bên đây nè mình sẽ làm cái hệ thống thang máy ở đây để cho chúng ta không cần phải leo cái thang dây lên nữa leo thang dây này lên kỳ lắm vậy như vậy là trong ngày hôm nay chúng ta cũng đã hoàn thành xong được cái trần ở trên đó và oh. ờ <laughs> đáng lẽ chúng ta nên ở trển chụp cái tấm hình kỷ niệm nhưng mà thôi thì lát nữa mình sẽ chụp tấm hình kỷ niệm sau còn bây giờ cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Y Thiên TV hãy tiếp tục ủng hộ Y Thiên TV nữa nhé Xin chào hẹn gặp các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.